Rồi. Nãy giờ tôi nghe diễn đàn của anh, tôi cũng rất cảm ơn anh mở diễn đàn, Dạ. và đồng thời tôi cũng chỉ nói ngắn gọn thôi. Vâng. Vì lúc trước bác Hồ đã có nói một câu là diệt giặc rốt, diệt Đúng giặc đói, diệt giặc ngoại nội xâm, diệt giặc ngoại xâm, rồi. thì diệt giặc rốt trước. Ấy, thì giặc rốt chúng ta đã diệt xong. Bây giờ xu thế phát triển của đất nước Rồi, và xu thế ngoại giao của toàn cầu dạ. hóa, tức là đi vào mô hình thế giới thẳng. Tức Vâng. là chúng ta, bây giờ tôi chia sẻ với anh một điều Dạ. là chúng ta ở Việt Nam, từ ngữ Việt Nam rất là phong Vâng, phú, rất là có ý nghĩa. Thí dụ tôi nói, thí dụ một câu từ thôi, từ ngữ đen của nước ngoài, tức là từ tiếng Anh của nước ngoài, black, đúng không? rồi. À, black thì tiếng Việt Nam mình là màu đen, có thể đen thui, đen thủi, đen như chỗ mực đó, anh hiểu chưa? Thì Dạ. bây giờ người ta cải biến, cải tiến phù hợp với thế giới, phù hợp với đầu óc trẻ thơ phát triển ngày hôm nay. Ngày hôm nay chúng ta đã vượt bậc về nền giáo dục. Họ đang áp dụng tiên tiến cải cách nền giáo dục từng ngày bước lên một bước nữa sang trang mới, tức là đi theo kịp với thế giới. Để chi? Để cải cách giáo dục càng ngày càng phát triển thêm. Mọi người phải hiểu điều đó. Những luận điệu xuyên tạc của nước ngoài hòng lúc nào họ cũng luôn luôn muốn xuyên tạc ở nước chúng ta, bằng cách họ viện cớ cải cách chữ viết, cải cách tiếng nói, cải cách chữ viết và cải cách cách học đó. Họ đang xuyên tạc trên mạng cộng đồng. Chúng ta phải cảnh giác điều đó, Vâng. phải biết được chữ viết của chúng ta hiện giờ và tương lai. Như anh em mình thì không nói gì làm gì, thế hệ chúng ta, thế hệ con của chúng ta, thế hệ cháu của chúng ta, nó phải bắt kịp với thế giới, nó phải Đúng bắt kịp với nền văn minh, nền rồi. Văn hóa thế đảng giới của nước cả. nhà, văn hóa của thế giới. Đúng rồi. Thì thế, giống như tôi nói một câu từ nữa, tức là màu trắng, trắng thôi, tức là white, tiếng Anh là white, còn trắng là Việt Nam trắng, trắng tươi, trắng toát, trắng đỏ, trắng hồng, trắng sáng. Ok, đó. Thành thử Việt Nam ta Dạ. cải cách từ từ, không phải là cải cách một bước, một sớm một chiều, và áp dụng Và từng ra địa hoàng phương, trả từng tiếng. từng từng địa phương, từng từng thôn ấp, hoặc có thể là đại trà nếu tương lai áp dụng được. Dạ. Thì theo tôi cái điều này là tốt chứ không có xấu đâu. Vâng. Vì chúng ta cũng cần phải nghe ngóng và cũng cần phải phát ngôn cho chuẩn. Đúng rồi. Đến chi? Để Trước khi cộng phát đồng chúng ngôn ta thì phải mình mắc có mới. cái, vâng, mình phải có một sự tìm hiểu cho nó chín chắn, chứ không có cái, có như chả tìm hiểu gì cả, cứ thấy coi như người ta nói mình cũng ào ào thì mình nói cái chuyện đấy là không thể được. Vâng. Mình phải biết được là họ đưa ra cái đề tài gì, xong rồi cứ mà nhai cũng đưa lên trên mạng cộng đồng này, bôi nhọ chính phủ, bôi nhọ đất nước là không được. Vì các anh phải đang sống trong một nền tảng tự do độc lập của cộng sản, các anh phải biết tôn trọng họ. Đấy, các anh đừng có chửi bới thầm, chửi bới cái giọng điệu của các anh là không nên. Những anh nào giống như nãy giờ tôi thấy có một anh thì đấy, anh chửi như thế là tôi thấy không ưng đâu nha, nhưng mà tôi Dạ. vẫn tôn trọng anh, tôi chào anh. Vâng, Và đồng rồi. thời đây tôi cũng cũng chào anh Bằng Nguyễn và cũng chào tất cả mọi người trên cộng đồng này. Và tôi Rồi. cũng khuyên anh Bằng Nguyễn tối rồi anh cũng nên bớt chút thời gian về thăm vợ. Và đồng thời nữa anh cũng Bằng Nguyễn đừng kéo dài thời gian, vì thời gian cũng không cho phép anh kéo dài thời gian đâu. Và đồng thời ở đây Ok, có anh Long Thủy, anh Long Thủy. Đồng thời ở đây cũng có anh Long Thủy, Long Thủy nên kéo về diễn đàn của anh Long Thủy, bóng đêm của anh rất là hay. Và anh mời anh lên diễn đàn của Long Thủy để chúng ta bàn luận về bóng đêm của anh Long Thủy nha. rồi Chào anh nha. rồi, xin chào xin thầy Lê. Hôm nay coi như giấu mặt, xin thầy Lê chứ còn ai nữa, mà nghe giọng thì làm sao mà ấy được, mà khổ quá. Đẹp. Nón này anh nhà Việt Nam mua là 6 năm về trước, À. nón bộ đội à, rất là thường đẹp. À, ngày xưa thì mấy đứa nhỏ
chương trình của em mình nó học cái này nè Ừ. đó, trên cái tại vì lúc nó chưa biết đi biết chữ ấy, thì trên Sao trường hoàng trời đi. nó chơi những cái này, những cái ô này, ví dụ như là những cái đồ chơi vậy đó, đó là cái hình hình này, Hình hình tam tam giác số 2 nè, đó số 2 nè, số à, 1 chữ hai đấy. rồi số 1, rồi số 1 thì có một cái dot vậy đó, rồi cái chữ nếu mà học chữ từ từ á thì cái sự chữ u u là có cái dù dù tiếng Mỹ là gọi là umbrella, Umbrella. rồi cái này là u cái con ngựa mà có cái gọi là Đúng rồi. unicorn, Đúng con ngựa mà có cái rồi. sừng ở trước á. Cái bom. Sừng. Thì chỗ này là chữ cà Hò. phê ha, cà phê là cái cup, Coffee. gọi Cốc. cup là Đấy. c Đấy. c là gọi là cat, con mèo đó, là thì nó học nó chơi cái này nó rất là mau, cho nên những cái trình độ ở Mỹ này á, cái này là từ lâu rồi, cũng mấy chục năm về trước rồi, người người lớn người ta cũng vậy, người lớn thì người ta cũng trong báo chí của nước Mỹ này mỗi ngày á, thì nó cũng có một cái loại crossword đó, tức là mình chơi chữ bằng cái ô vuông như vậy, mình điền chữ vô đó, mình ngồi mình suy nghĩ về cái chữ nào mình gắn chữ đó vô mình chơi, người lớn Trẻ con nít vâng cũng chơi đúng bằng rồi, đúng rồi, trẻ cái em nó vừa học vừa nó chơi, mà chơi để học, học để mà chơi rất là nhanh, đúng rồi, dễ hiểu đúng rất nhanh. rồi. Thì cái đó cũng cái này là xưa nay Mỹ là cũng mấy chục năm nay nó học cái kiểu này, Đúng rồi. không có gì là gọi là phải Ngay cả người lớn mình thế, ví dụ ngày xưa mình đi học chẳng hạn, thầy giáo cũng hướng dẫn là các cậu đừng có gò ép mình vào, tức mình học để mà chơi, chơi để mà học, thì lúc đấy nó cũng rất là thoải mái, như trẻ con là cái như kiểu nó tuổi thơ của chúng nó thì cũng không gò ép chúng nó, tức là mình dạy để cho chúng nó vừa học vừa chơi đúng không? Đấy, phương pháp đúng. cái phương pháp mới đó là Tiếp thu rất mau, nếu mà con nít mà nó như học vừa chơi những cái vật liệu như vậy á, những cái hình có màu sắc, có hình vuông, hình tam giác, nó thu thu tiếp rất là mau và nó nhớ dai. Đó, nhiều khi mình nó không biết chữ, mình đọc sách cho nó biết, mình đọc cho nó mỗi ngày á, không được dạy ra thì hoàng nó sao thì nhớ tất cả, nó nhớ tất cả cái quyển sách luôn, mình đưa cho nó quyển sách rồi nó đọc, nó tự đọc luôn, tức là nó trong cái trí óc của nó nhớ rất mau. rồi. Đây là cái chuyện con nít nó học cái kiểu khác chứ không phải cái kiểu giống như mình học là mình phải ghi vô đó. Rồi ở Mỹ này thì cũng rất nhiều người người ta là rất là bậy, giống như cái nước Mỹ, thằng Mỹ thì nó đi đâu nên nó cũng cũng bỏ con rơi rất nhiều trên thế giới này, không riêng về Việt Nam đâu, nó qua bên Phi nó cũng có rất nhiều con rơi ở bên Phi, rồi Việt Châu Nam La nó cũng Khải rơi bậy rất bạ nhiều. một phát nữa cho xuống hầm cầu nhá, vào đây mà chửi bậy. Rồi con rơi á, thì đối với Việt Nam thì sau 1975 những người mà đi làm cho chế độ ngày xưa Cộng hòa Cộng bao que thì người con cháu người ta là trở thành con rơi, tức là không có cha ở nhà, thì những đứa đó nó rất là dữ, hung hăng lắm, Đúng. phần đông nó là rất là hung hăng. Ở Mỹ này cũng vậy, bây giờ là trên 20 triệu dân Mỹ là gọi là single mom á, tức là Ờ nhá, Châu Đăng Khải chịu không có khó cha. xuống hầm cầu nhá. Rồi mà cuối chương trình thì tao bảo mày nha. Những Rồi. gia đình ở Mỹ này mà không có cha thì tụi nó rất là hung hăng. Đó là mà bên Mỹ này thì trên 12 triệu người bà mẹ mà không có cha thì tụi đẻ con ra thì chính phủ nó nuôi. Chính phủ nó nuôi là đứa con nó rất là hung hăng. Lên trường nó đánh đập mấy đứa khác. Rồi cho thằng Rồi Châu Đăng Khải xuống hầm cầu. ra đời nó cũng rất là dữ dữ dằn. Cho nên ngày xưa ông Obama ông cũng nói là những đứa mà không có cha thì cái sự nghèo khó nó cao hơn những đứa mà có cha có mẹ, rồi đến 5 lần, rồi cái sự mà nó đi ăn cắp đi ăn trộm là đến 9 lần mà vô tù vô vô tội
đi ra tù á thì cả 20 lần đối với những trẻ mà có cha có mẹ. Cho nên những người ở chống cộng ở đây á, những người chống cộng ở đây em nghĩ rằng mấy người đó là hình như là ngày xưa có cha đi học tập cải tạo, tức là không có cha đó, thì người ta rất là hung hăng, rất là dữ tợn. Thì những người đó thì trong xã hội Mỹ là nó cũng đã biết rồi, những người đó là nó đã đi phá đám rất nhiều, cái phần đông của nó là rất là hung hăng dữ tợn. Đây là không phải là mà chuyện giấu giếm của nước Mỹ, mà Mỹ nó đi đến nước nào nó cũng tạo ra những cái trường hợp này. Mà hiện bây giờ trong nước Mỹ nó cũng rất nhiều cái những đứa con mà không cha, là nó tạo lên nước Mỹ nó hỗn loạn lắm. Mình phải biết là cái nguồn gốc những người mà chống cộng mà hung hăng đến nỗi đó, đó là những người đó cái trong gia đình nó không có cha. À, phần đông là nó rất là dữ tợn mà hung hăng, mình phải đề phòng, tại vì nhiều khi nó một số người người ta trở thành người tốt, nhưng mà một số người nó cũng không thành người tốt được, nó thành người xấu, nó đi bị tù, vô tù ra tội rất nhiều ở nước Mỹ này, mình cũng phải đề phòng. Đó là cái trường hợp, đây là cái trường hợp mà nguy hiểm của nước Mỹ hiện bây giờ. Trên 20 triệu người dân Mỹ mà không có cha. Cho nên ngày xưa mình nói là những người lính Mỹ qua Việt Nam hung ác như vậy á, tại vì nó là cái đứa mà không có cha thì nó rất là hung ác, nguy hiểm lắm, phải đề phòng những người này. Còn cái chuyện mà lúc gì trước anh nói chuyện với EQ, EQ này á, thì nếu mà đừng có nghe những gì ba que nói, mà hãy nhìn thẳng những gì ba que làm. Tức là khi mà anh thấy những người mà hiện trước mắt mình, người ta đi ăn cắp, ăn trộm, nói láo, thì mình đừng có tin người ta. Anh này, anh làm cho tiểu bang của California. Bây giờ là cái giờ làm việc mà anh ngồi lên anh livestream như vậy là anh nói láo rồi, phải không? Anh nhận tiền của chính phủ, một ngày làm 8 tiếng một ngày, mà anh làm có 2 tiếng, 6 tiếng ngồi chơi rồi đi livestream, tức là nói xạo, đi ăn cắp, phải không? Anh ăn cắp rồi làm sao mình tin được? Mình thấy những người mà người ta nói xạo, đi ăn cắp tức là mình làm 2 tiếng mà mình ghi 6 tiếng, ngày mình ghi 8 tiếng, tức là mình ăn cắp 6 tiếng rồi. Nó láo, ăn cắp, không tin được. Nếu mà anh muốn làm livestream á, ai khi mà muốn livestream á, là thứ bảy chủ nhật, nghỉ làm thì làm đi. Chứ đừng có làm ngày thường mà Rồi livestream. ra hoàng ngày chào tí xong ấy Thấy mình không? mời lên. Những người mà phải giấu mặt, tức là anh này anh không được, không tốt. Cho nên phải cẩn thận những người mà không có tốt. Người không Rồi. tốt là người ta tìm mọi cách, người ta phá đất nước. Rất là mình Muốn tin chống mọi người phá, muốn chống phá nhưng mà không muốn ra mặt. Biết một lý do gì không? Kiểu đó cũng muốn về Việt Nam, kiểu sợ ra mặt về về Việt Nam công an an ninh mạng người ta là nắm được, sau đó báo cho bên bên công an cửa khẩu không cho về Việt Nam đấy, cho nên mấy cái thằng đúng chống rồi. phá này là còn muốn về Việt Nam, cho nên phải giấu mặt. Nếu mà về Việt Nam là phải muốn giúp đỡ Việt Đúng Nam, phải làm việc rồi, tốt nha. đúng rồi, Cũng giống như là những cái này là anh, đúng rồi. những người mà bộ đội Việt Nam, là ngày xưa là có một chú bộ đội này ở Việt Nam thì rất là tốt. Em gặp một chú bộ đội này là anh nghĩ là người này là không phải là người thường. Mà chú bộ đội này lúc mà sau giải phóng thì em cũng còn nhỏ lắm. Đối với người Việt Nam miền Trung á, thì gặp người lớn thì người lớn không có nói chuyện với con nít đâu. Nó không nói chuyện, nói tiếng thứ nhất, tiếng thứ hai là cây vô đít thôi. Nhưng mà chú bộ đội này á là ngồi nói chuyện với con nít, rồi con nít quay quần với chú bộ đội, và chú bộ đội kể chuyện Bác Hồ, kể chuyện ngày xưa đánh giặc ra sao, kể chuyện trên thế giới,
rồi tương lai chúng người Việt Nam sẽ đi đến đâu. Người chú bộ đội này rất là tốt, cho nên dù đó là cũng rất lâu rồi, cũng đâu cũng 40 năm gì trước rồi, nhưng mà cái này là rất là em cũng nhớ những người này, những người này rất là tốt. Và theo em nghĩ là ai đã đào tạo những người này là người đó là cái thằng một cái mà cái thùng thằng Hùng Phạm này, coi như bất kỳ một cái bà con Việt kiều nào sống ở bên Mỹ nói coi như là về tốt về quê hương đất nước thì nó đều coi như là xạo quần què hết, đều là bưng bô hết. Cộng sản Nam Vùng đấy, như như chúng mày đây là cẩn thận sự thật đây. Đấy. Người người cộng sản cũng cũng nhiều người rất là tốt, rất nhiều người hay. Dạ. Người ta tại sao người ta thắng? Dạ. Người ta không có thù hận những người cộng hòa. Đâu có thù người hận ta đâu. Vâng. Người ta tha thứ tất cả. Mà những người thua là thù hận, là những người không có đúng rồi. Như vậy là cho nên mấy người mà thua trận, người thua thù hận như vậy là đến chết người ta cũng thù hận, người ta không có thay đổi được. Rồi, đó là cho nên nước Việt Nam phải cẩn thận kẻ thù ở ngoài nước và trong nước, chứ không phải là chỉ ở ngoài nước thôi. Rồi, Những ok. người người Việt Nam hay người ngoại quốc nào cũng vậy, nếu mà chống phá Việt Nam là kẻ thù. Rồi. Rồi, cảm ơn anh Phạm. Hiện nay một số Dạ. bạn bạn muốn lên nữa mà chương trình thì cũng gần Okay, hết cảm rồi. ơn anh. Phạm Ngọc Hoàng Rồi. thì là bố đẻ của cái thằng Hùng Phạm, nó là thằng con cả với thằng Đần Phạm, hai thằng ấy. Thế thì khổ lắm, thì mong các bác coi như thông cảm con cháu nó dại, nó không biết, nó hay đi cắn càn. Và sau cái thằng Hùng Phạm này, những người ví dụ như như Ngọc Hoàng ở đây ghét nhiều thế không biết. Ví dụ như mình Không, có nó là một người con bạn tôi mà. vâng à thế Tôi à còn không dám bật đèn nên tôi sợ, tôi xấu hổ lắm. Xấu hổ vì hai thằng này, thằng Hùng Phạm với thằng Đần Phạm ấy. Tôi là Phạm Ngọc Hoàng nhé, là bố của vâng hai cháu. Thì tôi mong mọi người coi như là thông cảm. Tôi dạy dỗ không được đến nơi đến chốn. Tôi hồi bé nào mà nấu cơm tử tế cho nó ăn, nó không ăn, nó toàn ăn cứt. Đấy, Xong khổ rồi quá. nó đi cắn càn chửi bậy. Bây giờ Thế đầu là óc nó nó bị thành ra ngu. Khổ ừ thế quá thế, thôi. ngày xưa ông lại cho nó ăn cái thứ như thế, bây giờ đầu óc nó bị ngu si dần độn rốt nát. Đâu cho nó ăn cơm, nấu cơm tử tế cho nó không ăn, nó Đấy cứ rồi. đi ăn cứt hai thằng đấy. Đấy. Thế bây giờ là nó lại còn hay đi cắn càn chửi bậy đó. Thế cho nên là thôi mong mọi người coi như là thông cảm cho hai cháu. Tôi về tôi tìm cách tôi giáo dục thêm. Coi như Con tôi chỉ dạy nói là con con dạy dại cái cái mang mang thôi. Ừ, khổ. thế thôi mong mọi người thông cảm, tôi chỉ nói một phút thôi. Nhá, thế thôi tôi trốn Rồi lại cho người khác đấy. rồi nhá, cái thằng Hùng Phạm này nhá, ngày xưa Với mà con. bố mà dạy mày như thế mà mày không tử tế như thế thì mày không không ăn mà toàn ăn cái chất thải của người ta thôi, bây giờ với ngu si đần độn rốt nát như thế nhá. Rồi, bạn Ngọc Hoàng đâu? Đó, bạn 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 gì bạn ra Hoàng. Ok lại ra Hoàng. Vui khi anh Cầm Nguyễn đã đưa ra một cái bằng chứng về những cái việc học hành của những cái trẻ bắt đầu vào lớp 1 ở bên Mỹ. Đấy, theo theo quan điểm của tôi thì tôi cũng đã nói qua một cái buổi uống cà phê của anh Bằng Nguyễn sáng cách đây hai bữa rồi. Thì tôi đồng ý. Còn bây giờ thì tôi đang nói đến cái bọn Ba Que. Đấy. Tại sao cái bọn Ba Que nó cứ hằn học và nó cứ suốt ngày coi như nó tuyên truyền nhảm. Ở đây thì tôi cũng không muốn nói, không không muốn nói mà tôi nói bằng bằng chứng. Đây là tôi đưa dẫn ra một cái lời của một cái bài viết của một cái người cũng ở bên Mỹ, người ta nói. Đó. Thì tôi đưa bằng bằng chứng thôi. Thì mong các bạn ở trên trên mạng trên diễn đàn của anh Bằng Nguyễn, các bạn chú ý lắng nghe. Cái bài này nó có một cái đầu đề là người Việt hải ngoại có thực sự hiểu biết về chính trị hay không? Đó, thì tôi phát bằng âm thanh. Chúng ta...